Vì sao nên quy y Ngài Địa Tạng Bồ Tát? 1. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 12 có thuyết: Phàm người chỉ tâm quy y Ngài Địa Tạng, từ kiếp này trở về sau, vĩnh viễn không còn bị đọa vào tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vì được Ngài Địa Tạng bảo hộ cho. 2. Phẩm thứ 2 của Kinh Địa Tạng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dặn dò rằng: Chúng sanh chỉ cần làm lợi ích bằng sợi lông, mảy tóc, Ngài Địa Tạng sẽ cứu độ cho. Huống gì, này ta đã quy y Ngài Địa Tạng, thế nào lại bị đọa vào ba ác đạo? Ngài sẽ độ cho ta được gặp nhiều điều hay, từ đó phát tâm tinh tấn tu học theo điều Phật dạy, làm thiện tránh ác. 3. Nếu chúng ta niệm Phật vẫn chưa đủ duyên vãng sanh cực lạc, thì nay được quy y Ngài Địa Tạng thì đời đời kiếp kiếp được Ngài độ cho không đọa tam ác đạo, vì ta có pháp cúng dường Ngài Địa Tạng. 4. Tu tập cảm ứng được Ngài Địa Tạng thì con đường tu học sẽ không bị cản trở, giảm tiêu nghiệp chướng, không còn chướng ngại, và những thứ đồ ăn mặc được đầy đủ, người trong nhà được bình an, đều được Ngài gia hộ. Muốn vãng sanh cực lạc, Ngài sẽ hỗ trợ cho ta nhất tâm bất loạn để được vãng sanh. Muốn nhanh đắc đạo, Ngài sẽ hỗ trợ cho nhanh đắc đạo. Nếu bị định nghiệp lôi kéo, Ngài sẽ thế mạng cho để yên tâm tu hành. Nếu bị đọa vào đường ác, Ngài sẽ cứu giúp cho. Đó là lý do vì sao mười phương chư Phật đặc biệt thương Ngài Địa Tạng và ví Ngài như viên ngọc mani rất quý giá, mà ngọc mani chỉ có một viên duy nhất trong mười phương chư Phật. 5. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 6, quỷ thần họ rất hoan hỷ với những người thật sự chân thật tu hành. Đối với Phật Pháp, chỉ có một niệm cung kính thì họ sẽ theo hộ vệ người đó. Mà đa phần, quỷ thần đều là đệ tử của Ngài Địa Tạng rất đông. Mình quy y, cúng dường, tôn kính Ngài thì sẽ được thần hộ Pháp theo hộ vệ, và Ngài Địa Tạng sẽ cử những vị ở khu vực đó gia hộ cho chúng ta. 6. Lợi ích của quy y Ngài Địa Tạng. Như trong Kinh Địa Tạng có dạy về lợi ích không thể nghĩ bàn khi nghe danh hiệu, chiêm ngưỡng, lễ lạy, tán thán, cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát, và lợi ích của việc quy y Ngài Địa Tạng lại càng không thể nghĩ bàn, có thể thay đổi cuộc đời bạn rất lớn. Có rất nhiều sự tích nhờ tổ tiên quy y Ngài mà con cháu được thoát nạn. Thế nên việc phát nguyện thành tâm thì lợi ích không thể nào nói cho hết được. 7. Cách quy y. Đọc nội dung quy y Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Mỗi ngày quay mặt về hướng Nam, nhớ nghĩ đến Bồ Tát phát nguyện, đối trước tôn tượng, hình ảnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trước lúc đọc hay chép kinh, hãy nhìn vào ảnh của Ngài. Có bạn hỏi rằng, quy y Tam Bảo rồi, có được quy y Bồ Tát Địa Tạng nữa không? Quy y Bồ Tát Địa Tạng rồi, có quy y Bồ Tát Quán Âm được nữa không? Đáp, các bạn có thể quy y hết tất cả ba đời mười phương Phật, Bồ Tát cũng đều được. Nội dung quy y phải thể hiện thành tâm, muốn quy y trọn đời trọn kiếp với Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nếu các bạn chưa biết quy y thế nào, đội ngũ admin của kênh Nhân Quả Luân Hồi đã soạn sẵn để các bạn có thể dễ dàng hành trì. Quy y Địa Tạng Bồ Tát. Con tên, pháp danh. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong Kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, cho nhẫn đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp
con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi, thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh, mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.